Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 29 tháng 6, khu vực Hà Nội đôi lúc có mưa về sáng và đêm, trưa chiều trời nắng nóng, tăng nhiệt. Cụ thể, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông vài nơi, trời nắng, trưa chiều giảm bay, trời nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ C, tăng thêm từ 2 đến 3 độ so với hôm trước. Ban đêm, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm có mưa, thỉnh thoảng có mưa rào rải rác và có rông vài nơi. Nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 28 độ C. Khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày 29 tháng 6, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại khu vực Đà Nẵng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết sáng ngày 29 tháng 6 trời nhiều mây, không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 34 đến 35 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến từ 63 đến 64%, mật độ mây từ 14 đến 38% hướng gió đông đông nam đến đông, đạt vận tốc từ 9 đến 15 km một giờ, gió giật mạnh với vận tốc từ 22 đến 24 km một giờ. Tối và đêm, tình hình thời tiết ở khu vực này, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 28 độ, trời ít mây, không mưa. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tại thành phố Hồ Chí Minh có mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ, độ ẩm tương đối phổ biến từ 79%, mật độ mây từ 82 đến 100%. Tối và đêm thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ít mây, có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lưu ý tới người dân trong những ngày nắng nóng, trưa chiều có khả năng xuất hiện mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, xét và gió giật mạnh đặc biệt là ở vùng núi người dân cần chủ động phòng tránh để bảo vệ tính mạng